đỡ đỡ nè, bên kia ốc ăn hết nè. Hôm nay con đi chợ. Mua cái gì? Mua nước bạn. Ông bà em chạy rồi, chạy về nhà bà ngoại không, bà cô chú. Hi, thay xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Việt Nam. Mẹ em đi mua bông về đang trồng Tết đó cô chú, năm nào cũng vậy hết trơn. Mẹ trồng rất là nhiều luôn, mua lận 100 cây á. Bông màu đỏ, màu vàng gì tùm lum hết trơn. Này là hướng dương nè. Này là bông hướng dương nè cô chú, người ta ương lên gì đây nè. Giá tiền nè, không mình sẽ ương mà nó không tiền tốt ta, nó làm cho nó vàng vàng. Hồi năm rồi mẹ bị gãy cái chân á, cho nên mẹ không có lấy hộp lại được, cho nên mẹ không có ương, chứ năm nào mẹ cũng ương hết trơn. Năm rồi gãy chân rồi không may ngó ngàng hết trơn, thành ra không có ương, mới đi mua nè. Chứ hồi đó giờ mẹ mua có một lần mẹ ương hoài luôn. Em đi ra làm sao rồi, coi mẹ làm gì rồi. Làm gì kha? Trồng rau đó hả? Rau mấy con chó đó hả? Trồng rau gì quên, trồng bông. Em về em bữa giờ dừa hết trơn rồi cô chú. Em nói uống hết dừa là em đi. Dừa hết rồi, sắp tới ngày đi thiệt rồi đó. Mấy cái dừa giờ sơ cà nè. Vậy mà bữa hổm nấy thằng đó nó ra nó mua dừa rồi nó rửa, rửa đâu, rửa chỗ nào? Rửa chỗ nào mà tới cỡ này nhìn coi kìa. Sơ cờ hết trơn gì mà nó rửa. Đi ăn sao giờ, lúa của mẹ em chỗ bông mà. Nó kêu bằng gì ta? Công trái me rồi. Cong trái me là nó cong xuống, nó vàng vàng, nó muốn chín rồi đó cô chú. Nó lâu rồi không có ra đây nè, bữa nay nó cong trái me gì đây nè. Bên đây này, ốc á ăn ăn hết trơn sơ cờ còn bao nhiêu đó. Năm nay thắt vụ rồi, rồi kìa, xa xa được có một bó à. Ủa một, đúng rồi, một một cây. Bên đây thì được nè, đỡ đỡ nè, bên kia ốc ăn hết rồi. Công công chế mẹ chưa. Chiều vừa sơ cờ hết rồi, bữa đó em với mẹ đám cưới. Cái anh nó sớm đó, là anh chiên về đi rửa dừa rồi anh mua dừa. Mà anh mua cái giá rẻ, xong rồi cái anh lại nhà có nên bé Kha ở nhà. Cái anh đốn anh rửa, anh chặt anh lấy hết thành ra. Bây giờ còn có ít xịu dừa nè, trơn luôn rồi bà cô chú. Bỏ em về dừa quá trời luôn, không ra em chặt lấy hết. Đây cây này còn ít rồi, bữa nào quay chặt cây này uống. Thì đó, còn mấy buồn nữa thôi, còn gì nữa đâu. Sơ cờ hết rồi. Sơ cờ hết rồi. Mấy cái này nít lưa thương trái ăn trái. Nhà mình còn tay lưới đâu mẹ, bữa nào đi ăn ăn cá hay ăn lưới ơi. Nguyên gì thấy ghê vậy? À, là chàng nguyên gì thế ghê vậy? Kha bữa nào đi xin cây cần câu về câu cá thôi. Trùng nhóc trên này coi nè. Lên trùng nè ông bà cô chú. Trùng mỹ đào là câu cá đã đời luôn. Ừ, trùng dữ lắm luôn à. Vô mấy trùng gà đất cái chậm nó ấy lắm. Ừ, trùng không. Đào lên đi ra đến trước đó. Ừ. Cái này là bốn cây cao kiển ở trước nhà em nè cô chú. Mấy ngày nay tự nhiên nó chín một buồng rất là đẹp luôn. Mà mẹ nói chín rụng tùm lum hết trơn, mẹ đòi chặt bỏ. Em nói trời ơi mẹ ơi để cho nó đẹp. Còn này là buồng non nè, đang chỗ ra nè. Ở xóm em người ta hay lại sinh á, đặng người ta về làm thuốc á cô chú. Mẹ em đi ra gào lại đặng chuẩn bị trồng bông á cô chú. Rồi mẹ kêu thằng bé Kha đi ra đây xách nước đặng tưới lên. Bữa giờ mẹ em chở phân ra trước này nè, đổ vô đặng xới lên, đặng mai mốt mình ương á, mình trồng á. Vá lên nhiệt luôn. Năm nào thì Tết á, chuẩn bị Tết nha. Mùa này nè, mùa này là gió bắc nè, rồi nước lớn lên ha. Là mẹ em chuẩn bị trồng này trồng cái kia, đặng bông qua đặng Tết cho đẹp á cô chú. Mà từ hồi em đi đến giờ á thì em chưa có thấy, toàn là thấy quay qua video không à.
Lúc em còn ở Việt Nam á, thì mẹ chưa có cái cổng gào này, cho nên mẹ chưa có chồng. Mẹ Tết thì đi mua mấy chậu bông về chưng chơi thôi à. Còn từ hồi em đi đến giờ mẹ làm cái cổng, cho nên á, mẹ năm nào cũng chồng hết. Rồi mẹ đi chặt cái này cái kia cho nó gọn gàng là chuẩn bị Tết á cô chú. Mẹ em á, thì Tết không có chuẩn bị cái gì hết trơn á. Chuẩn bị chỉ là trồng bông hoa thôi. Mẹ thích trồng bông hoa lắm. Trồng bông nhãn thọ nè, rồi bông hướng dương nè, rồi mấy cây bắp nữa. Nhưng mà năm nay thì em chưa có thấy. Mẹ mới đi qua chợ mua được một ít bông nhãn thọ à. Tại vì năm rồi á, cái chân mẹ bị gãy. Nghe chăng lúc đó là đáng lý á, là Tết xong rồi cái nó khô lại rồi mình sẽ phơi cái đó, mình lấy cái hạt. Mà năm rồi vừa qua Tết cái mẹ em bị gãy cái chân, cho nên không có ai phơi hết trơn. Năm nay không có giống cho nên phải đi mua. Anh Khải chạy tối ngày nó không có xe chạy. Nó không có xe, tới giờ mà chưa mua xe nhỏ cho con chạy nữa. Mẹ em đang làm gào, đang chuẩn bị trồng bông. Thấy được không? Mấy con chó nó vô nó phá không bà cô chú, nó bư cái này nè. Thấy được không dạ? Ra ngoài đi, hỏi ngoại con đẹp gái chưa, bữa nay cột có đầu ngộ chưa? Ê nhìn kìa. Mồng gà. Đẹp gái quá. Đi đâu vậy con? Đi đâu vậy? Đi luôn rồi kìa, mẹ hỏi đi đâu vậy mẹ? Đâu hả? Chơi đó hả? Không sợ ai chứ, trời. Ờ mình đi đón ông già bắt nè. Sợ sao? Ơi. Đi đâu? Nó mà dạ nhà gì năm chơi đi vòng chắp tay xô đít kìa ông bà cô chú. Mệt mà cũng đi ra đây nhổ cỏ nữa nè. Đó. Chiều tới hù rồi nè. Chiều tới hù rồi cũng đi nhổ cỏ. Đi vô. Đi vô coi Dưỡng Năm làm cái toilet sao rồi. Con kêu Dưỡng Năm ơi, coi Dưỡng Năm có nhà không? Kêu ơi Dưỡng Năm có nhà không? Kêu ơi, Dưỡng Năm có nhà không? Mina nó ra đây nè. Xì rồi. Xì không cho nói à. Con đừng có chạy, con đi từ từ thôi. Con Mina nó cắn con đó, biết không? Trời, chùa giò nó. Đi vô nhà chùa giò, chùa nào dẻ rồi mới vô nghe ông bà cô chú. Dữ lắm à. Cậu bữa nay dán rồi đó hả? Dán rồi mày làm cái nóc hả anh Năm? Anh Năm em dán rồi. Chừa cái lỗ ống nước hả vậy anh Năm? Đâu? Đó đó đó. Đó. Nước. Đó. Dán xong rồi đó. Có thợ nhà khỏi cần tốn tiền. Năm chạy tay ga. Biết nhổ luôn ta. Ngồi xuống xe đó con, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống với mẹ nè, ngồi xuống. Ờ ngồi xuống xe qua hả, đứng lên nha. Rồi. Bữa nay nhìn cột cái mọng, thấy ông Năm cột mọng sau lưng kìa. Bạn phát hiện ra điều gì hả? Trời mưa giờ, trời mưa giờ. Càng xong mà. Cột nó giờ cũng nhiều quá ha. Vậy đây nó cũng vô được à mẹ ơi, nó phóng cái một. Mẹ làm lùng tè nó phóng cái một, xong làm cao lên chút nữa. Xong làm cao lên chút nữa. Nó nhào vô cái là gãy cái cây nè. Kha ơi nấu cơm chứ Kha? Nấu rồi. Ai nấu? Trời. Trời bặm môi bặm mỏ là khoe đúng không? Trời mưa giờ. Đây xí cao nhưng mà chú chú. Gái thật gì đó, gái thật hồn đó. Thấy có vô là đi lấy cây đóng cửa liền. Chứ làm sao? Gái thật gì đó. Sao mà mẹ xấu lồn quá vậy cái? Chết. Mưa rồi kìa, mưa rồi, rất đầu bịch bịch rồi mẹ đi vô. Con đi đâu vậy? Con đi chợ. Đi chợ làm chi vậy? Đi chợ đi, đi mua xe. Đi mua cái thùng nước. Mua cái bàn nữa. Mua thùng nước, mua cái bàn nữa hả? Ừ. Mua cái bàn chi vậy? Mua xe nữa. Mua xe nữa hả? Mua cái bàn chi? Bữa nay em đi qua chợ á, mua ít đồ gia dụng cho bé Heo dùng trong học tập á cô chú. Bé Heo nó nói không có cái bàn viết bài, cho nên em đi chợ mua cái bàn này kia cho nó. Trời quá, bữa nay em đi mua cái bàn cho Măng Dạ nó học. Măng Dạ con đi đâu? Con đi chợ làm gì?
Ê con đi chợ làm gì? Mua cái gì? Giơ tay lên. Tại Việt Nam. Tại Việt Nam. Bữa nay. Bữa nay con đi chợ. Mua cái gì? Mua cái bàn, mua cái xe nữa. Mua gì nữa? Bình nước. Bình nước. Mua bình nước hả? Mua cái bàn để làm gì? Mua cái bàn để làm gì? Để con làm gì? Để con viết bài. Để con viết bài hả? Rồi con mua bình nước để làm gì? Uống nước. Uống nước hả? Rồi con mua chiếc xe để làm gì? Mua chiếc xe để chạy đi học. Để chạy đi học hả? Dạ. Giỏi quá. Nó phải là khỏe là khỏe là nó phải là chuyển ngoài đây. Mua xe cho bé heo nữa không bà cô chú, nó đòi mua xe đó, có mấy trăm ngàn à, tội nghiệp nó, mua cho nó chơi bên đây ai cũng có xe chạy, nó đòi chạy sư bé ủ đó, bây giờ sư bé ủ đó, sư bé ủ. Vô đây, vô thử coi. Leo lên chạy thử coi. Leo lên. Leo lên. Anh làm cái đó nhỏ, tao lùn xuống anh ơi, cái đó nó cao quá. Được không? Nó nói cửa gì là được rồi đó. Có thai à, đi theo tao té kìa. Coi cây xiển đi, Mỹ Sành ơi. Trả tiền đi, Mỹ Sành. Trả tiền đi. Dữ rồi. Chị gửi nè em. Nó phải giống nhỏ kế nhà đó. Ừ. Bây giờ đòi mua đó. Bữa hổm mua cho anh, mua cho em. Cho ừ. Chơi được thời gian lâu. Thôi em về nghe chị. Mua xong mà chạy dài lộ luôn rồi ông bà cô chú ơi. Chạy hết cái chợ rồi qua rồi hả về. Chạy với cha nó kìa. Hai cái xe màu hồng. Y chưa tạo. Y chưa tạo hay mấy tới nè, bên mẹ bay sủi mẹ bàn nè. Chạy hết chợ rồi qua phải về. Nãy giờ chạy ai cũng nhìn bé heo hết trơn á. Để xích vô con. Ghé vô đây mày mua cái bàn cho con nè. Vô nè, vô đây mua cái bàn nè. Đi, vô. À, nãy giờ cứ dẫn xe chạy hoài luôn, không sợ ai chứ. Không sợ xe, sợ gì hết. Ghé vô đây em mua cái bình nước cho nó cô chú. Mua bình nước cho nó đi học, đang đợi lấy nè. Rồi mua cái bình này mà màu hồng mà ta đi lấy rồi. Con à, từ từ thôi, lấy bình nước xong rồi mình đi về. Té quý vị đó, từ từ thôi. Thử rồi, bữa nay bé heo nó đi đảo vòng quanh một chợ rồi wow. Rồi nó bảo hiểm nữa. Quẹo quay cha. Kêu tháo quẹo quay sàn. Chạy dữ rồi, chạy dữ rồi. Xe nghe con.
Phè xuống bánh phà. Đó, quẹo xuống phà luôn, dữ dằn. Dữ dằn. Dữ dằn ơi. Cái xanh đó xin mẹ nè nè. Ham dữ rồi, dẫn xuống bến phà, dẫn chạy xuống phà luôn ông bà cô chú ơi. Nãy giờ nó thấy em đi mua đồ thấy phà qua mà nó ghéo em um sùm hết trơn vậy. Thôi con chạy được không? Té đó, từ từ thôi, phà chưa xuống. Phà đang qua chưa tới mà con làm gì dữ vậy? Ờ, phà tới là con chạy xuống phà hả? Con chạy được không? Dữ quá trời luôn rồi, chạy xuống phà đem xe kinh để đó luôn rồi kìa ông bà cô chú. Nó đổ mồ hôi một kê coi nè. Chạy xuống phà ơi, nó không cho người ta dắt luôn đó. Con giỏi lắm, con biết chạy xuống phà luôn đó hả? Hả? Con mệt không? Trời nóng bà em chạy rồi, chạy về nhà bà ngoại ông bà cô chú ơi. Dữ lắm à. Từ từ thôi, té xong bây giờ nè mang dạ. Lên bến phà, nó chạy lên phà đó ông bà cô chú. Em kêu là lên xe đi, em ai em kinh chiếc xe chạy về, nó không chịu, nó chạy về bà ngoại được. Nó chạy đuôi với cha nó đó. Ơi lên mẹ chở về nè, lên mẹ chở về. Nó mua xe về chạy xe phe sớm, kêu người này người kia. Con lại gì Năm chơi đi, đi đi phe gì Năm đi. Lấy bình nước đi. À, đi vô nhà ôm bình nước cái đằng gì Năm mà đó ông bà cô chú ơi. Nó biết máng cho nó luôn kìa. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đổ rồi kìa Khải, con cầm đây cho em dặn đàng hoàng nó coi, dặn sao mà đổ nước kìa. Ờ để đi con, dặn chắc lại. Thưa mẹ con đằng gì Năm chơi. Đi thưa mẹ con là gì Năm chơi đi. Mẹ con lại nhà thì Năm chơi. Ờ, đi đi. Em ba đừng có chạy nhà thì Năm. Đi coi em nghe Khải. Một, hai, ba. Ghê chưa, chạy thấy ghê chưa, coi chừng té em đó. Chỗ nào ấy đẩy nó lên. Chỗ không cân bằng đó là đẩy nó lên, xe chạy không được đó, chỗ đó. Lúc em mua xe mới. Dạ đi con. Xe kìa. Dạ, tại con sắp đi rồi, không có mua. Chạy vô dừng xe đó con. Đẩy em chạy, chỗ này không có thăng bằng nè. Từ từ thôi, đẩy từ từ thôi. Ừ, lại tới dì Năm rồi đó. Xe, dì Năm đi ruộng rồi. Không có xe, không có đồ, không có vỏ ở nhà rồi. Không có chiếc xe xuồng ở nhà rồi. Có ai ở nhà không? Có kìa, mất cửa kìa. Đó, dắt ra kìa. Té em bị trường lọt đề nghe Khải, dịnh em Khải. Trời ơi, không có đá được. Té là dịnh em, dịnh em, nó lọt đề đó. Ôi trời, nó giành, nó dám, nó không té đâu, không té đâu. Nó chạy nè, nó khoe. Chị Năm ơi. Chị Năm ơi. Bữa nay chị Năm em làm cái rèm che đằng trước rồi. Có ai ở nhà không kìa, chị Năm ơi, ra phê đồ kìa. Phê kìa. Ờ, à, dẫn xe luôn rồi kìa. Ôi trời. Mua chiếc xe nè. Nãy giờ chạy dài gặp ai mới mua chở dẫn vô nhà ta luôn rồi. Cứ dặn chưa. Nãy là đi dài gặp ai cũng phê, mới mua nè, mới mua nè. Hỏi Việt Nam mới đẹp không? Rồi, sức, sức tóc, sức tay ra luôn rồi. Chạy tới sức tóc luôn. Mua cái bình nữa đó. Ghê chưa? Năm đi ruộng rồi hả? Rồi dì Năm kêu cho mình nấy chuối đó, xin nấy chuối ông địa đi, mình đem về nè. Nam mô A Di Đà Phật, xin nấy chuối đem về nè con. Đi đi. Để Nam mô A Di Đà Phật đi, xin nấy chuối đem về. Nói đi, Nam mô A Di Đà Phật. Cho con xin nấy chuối. Rồi con lấy đi. Bưng đi, bưng về, bưng kia anh Ba Khải bưng về. Hoàn thành anh Năm Lao rồi, bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Ừ. Vô đó, thấy Việt Nam đẹp không? Mẹ này đẹp quá. Ôi, có chuyện nghe.
chạy mình lên luôn rồi kìa, lên dốc luôn rồi kìa. Thấy em Khải ơi. Đạp dữ rồi, đạp dữ rồi. Xin lại chuối đi về, em qua chị Năm kia em lấy mà em không có lấy á. Này cái em bé heo lại nó xin nè. Ừ. Chú nhà chồng ở bên Bắc xuôi em á. Thưa bà mở con mới xuống, bên tay lại. Bên tay thưa bà mở con mới xuống. Thưa bà mở mới xuống. Ừ. Bữa nay thì mấy em chuẩn bị đi xuống dưới ngoại, chuẩn bị phụ tiếp đặng đám giỗ ngoại em gần tới á cô chú. Em mời cô chú anh chị đón xem video tiếp theo. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để thông báo video tiếp theo. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.